Ngày 2 tháng 4, đội điều tra tổng hợp công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1994, trú xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào cuối năm 2020, Hào quen biết với chị DTT, sinh năm 1988, quê Hà Giang. Sau đó hai bên nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Hào lại nói dối mình là trưởng khoa ngoại phẫu thuật chỉnh hình của bệnh viện 198 để lừa đảo gia đình người yêu. Cụ thể, Hào đã lừa đảo chính chị gái ruột của người yêu với số tiền gần 240 triệu đồng. Sau khi lừa đảo được số tiền nói trên, Hào không tẩu tán hay bỏ trốn mà dùng để đánh bạc và rủ chính người yêu đi chơi hết 100 triệu đồng. Hào cho biết, sau khi tán tỉnh, bản thân có tình cảm với bạn gái, hoàn toàn không có ý định lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi chém gió với chị gái của người yêu thì máu lừa đảo lại nổi lên nên quyết định làm liều. Tiền kiếm được, Hào dồn vào kênh YouTube mới lập nên không còn dư giả tài chính. Vì vậy, Hào đã mượn hình ảnh là một trưởng khoa bệnh viện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.